thanh niên không sợ nghiệp quật, ngang nhiên trộm tiền công đức giữa ban ngày. Ngày hôm qua, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại một vụ việc khiến ai nấy xem xong đều phải nóng mắt. Theo cảnh ghi lại, một nam thanh niên lưng dài vai rộng bước vào trong chánh điện một ngôi chùa và tiến đến hòm công đức. Người này sau đó loay hoay tìm cách mở thùng nhưng không được. Sau đó thì dùng một chiếc chậy lớn đập vỡ thùng và lấy tiền ra. Thay vì ẩm hết tiền và bỏ đi, nam thanh niên còn bình tĩnh ngồi lại tại chỗ đếm tiền và chỉ lấy đi những tờ tiền mệnh giá lớn. Lên phường, thằng thất đức này bị quả báo ngay thôi. Các bạn nghĩ sao về hành động này? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.